Rồi, xin chào anh em nhé. Nay Đức Bình review cho anh em cái ổ khóa ngậm cửa của con Trang Long nhé. Trang Long mình review từ từ để anh em so sánh cho nó dễ nhé. Này nó có thể là cái chân cẳng nó sẽ khác nhau nhé, cái chân rắc nó khác nhau. Đấy, về thì anh em có thể chế lại cái rắc được. Đấy. Quay rất là từ nhé, từ để cho anh em xem và so sánh nhé. Anh em có thể đứng hình lại, anh em so sánh vào cái chân rắc của nó đây. Nó có 7 rắc nhé, 7 rắc đây này. Chỗ này là có 7 rắc này. Đây là có 2 rắc này nhé. Đây 2 rắc này. Bên này là 5 rắc này. Đấy. Xin chào anh em nhé.